Dạ vâng, sau đây thì em test là Panasonic toàn giải cho anh khách đã chuyển khoản hết cho bên em rồi nhá. Đây, tìm ra của mình đây nhá. Mình tan trường về hẹn nhau xong phố kia. Rất là ok rồi nhá. Ở đây thì em đang cho chạy bằng cả hai loa này. Thứ bảy mưa rơi nhiều. Em sẽ tháo từng loa một ra để thấy loa vẫn hoạt động ok nhá. Có một loa ra đây. Lại ngồi sao giận người lặn lôi tôi đi đi tìm quá khứ dấu in có xanh theo mây về cuối trời. Đây nhá, chưa ok này, bây giờ sẽ đấu lại trên bên kia nhá. Lặn lôi tôi đi thì em sẽ đấu lại tìm quá khứ. Đấy, em sẽ lặn lôi tôi đi đi tìm quá khứ dấu in có xanh theo mây về cuối trời. Đấy nhá, em test từng bên một thì loa hai bên đều hoạt động ok nhá. Đấy, giờ em sẽ đấu lại này. Gió cuộn mây đưa về làm không gian chợt tối, khu phố xưa điêu tàn vì tay quân giặc thù. Nghẹn ngào tôi nghe như trời đất vỡ, xót xa phố phường. Đây vừa rồi thì là một đoạn chất âm của cả hai loa nhé. Đấy, hoàn toàn mình đều hoạt động ok hết nhé. Bây giờ em sẽ đóng hàng để gửi đi cho anh. Mọi chi tiết thì anh cứ liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0966 594 581 ạ. Vâng, em cảm ơn đã quan tâm và đặt hàng với em nhé. Kính chúc em có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong công việc và cuộc sống ạ. Vâng, em xin chào và hẹn gặp lại.